sun. Hôm nay lại một ngày mới ở Singapore tiếp với mọi người. Thì chào một ngày mới thì mình sẽ cho anh đó là Kaya Coast. Đây nè, thì đây là một trong những cái quán mà lớn nổi tiếng lâu đời về toast ở Singapore mọi người. Ủa, mà sao không thấy ai hết trơn vậy ta? Hình như là đóng cửa rồi hả? Đây nè, rất là nổi tiếng luôn. Cửa hàng kia đóng rồi mọi người, nên mình thấy có cửa hàng này nè, có bán cái set y chang này luôn. Nên vì vậy mình sẽ vào đây ăn. Cũng đông người quá hen. Nói là kỷ niệm 50 năm Sentosa Pokemon hay sao mà họ trang trí mấy cái cabin này nè, hình Pokemon dễ thương ghê. Bây giờ mình đang ở trên cái cáp treo mọi người. Kệ đi, ở đây cũng chẳng có người Việt. Mình nói chắc cũng chả ai hiểu đâu. Cũng không có người Việt chứ mà tự nhiên mình tự nói một mình với cái camera thấy nó hơi tự kỷ xíu. Đấy, cho mọi người xem. Thì thành ra mình coi review á, ai cũng bảo là cái cáp treo này rất đáng, rất là đẹp luôn đúng không? Đó, nên thành ra cái hồi mà mình đi học thì làm gì có tiền mà đi cáp treo này. Hồi đó hả, nghèo lắm. Hồi đó hả, là có cái đường đi bộ á mọi người. Là mình sẽ đi bộ từ cái Vivo City mà đi xa cái Universal đó cơ. Còn cái đợt mà mình nó hả, trời đông quá trời quá đó. Còn cái đợt mà mình á, mà có tiền rồi thì mình chỉ để dành tiền mua vé khu cái vui khu chơi đó thôi, chứ hồi đó là cũng chẳng nghĩ là mình đi cáp treo đâu. Thành ra là nãy giờ vì không có kinh nghiệm mọi người, mình đi kiếm cái chỗ cáp treo này nó lâu nó xa, không có biết á, đi lên đi xuống tùm la tùm lum mà mình sợ cũng chẳng có chỉ hết. Nên thành ra từ cái video này mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mọi người muốn đi cáp treo từ từ cái hướng mà Harbour Front đó, mà mọi người đi về cái hướng cái đảo Sentosa này nha. Thì hy vọng sẽ rất là hữu ích cho mọi người luôn. Trời ơi, may mắn hôm nay cho mình đó là đi mà trời đẹp quá, trời nắng á, chứ mà hồi có trời mưa. Gần giờ này là nó mưa quá trời quá đất luôn đó mọi người. Nói chung là ai mà thích cảnh đẹp thì có thể đi cái này, nhưng mà còn nếu mà ai mà sợ những người mà đối diện mình đó, sợ quá là họ chỉ có hít thôi. Tan đã tới nơi rồi nha mọi người. Thank you.